Rồi, và anh em nhớ là thông tin ở banner tất cả phía dưới nhá. Black Friday, rất nhiều sản phẩm sẽ được giảm giá khó tin tại Cellphonet. Link mình để ở phía dưới ghim comment và mô tả nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, có bạn hỏi là: anh Dương Trâm hỏi, tài chính em 22 triệu thì nên mua iPhone 14 Pro Max cũ hay là iPhone 14 Pro ở thời điểm này hay không ạ? Rồi, một câu hỏi rất là thú vị. Thế thì cá nhân mình thấy là ngày này, cái việc lựa chọn giữa 14 Pro Max và 14 Pro ấy, thì chủ yếu nó sẽ liên quan đến cái việc bạn lựa chọn cái kích thước của máy thôi. Đấy, chứ còn về những cái trải nghiệm về hiệu năng hay là về những thứ khác của hai sản phẩm này thì nó cũng khá là tương đồng với nhau. Đấy, có chăng là cái 14 Pro Max thì nó phóng to ra về phần màn hình cũng như là về pin thôi. Đấy, nhưng mà cái kích thước và cái cảm giác cầm nắm sẽ là cái thứ khác biệt lớn nhất giữa hai cái chiếc điện thoại này. Ví dụ như với bản thân mình đi, mình lấy cái trường hợp của mình chẳng hạn, thì giả sử như cái 13 mini với cả 13 chẳng hạn, thì cái sự chênh lệch màn hình của nó khá là lớn, một cái thì nó quá bé, còn một cái thì bình thường, thì có thể điều hướng cho bạn là về cái iPhone 13 chẳng hạn. Nhưng ví dụ như là với cái trường hợp của 14 Pro và 14 Pro Max ấy, thì mặc dù 14 Pro Max nó làm cái chiếc điện thoại nó lớn hơn ấy, nhưng mà cái 14 Pro thì nó không phải là chiếc điện thoại màn hình bé, và cái cảm giác cầm nắm của nó thì đã rất là vừa tay. Nên nếu mà là mình thì mình sẽ ưu tiên mua 14 Pro mới tinh hơn, bởi vì nó là hàng mới tinh, nó cũng sẽ yên tâm hơn, đúng nào, và trải nghiệm thì cảm giác cầm nắm thậm chí nó còn tốt hơn. Cũng có nhiều bạn sẽ có một cái suy nghĩ như này, đấy là đã mua lên cái tầm Pro rồi thì thôi cứ cố lên hẳn Pro Max luôn cho nó hoành tráng, bởi vì nghe cái từ Pro Max nghe nó sẽ oai hơn, đúng nào. Nhưng mà thực chất ý, nếu mà chúng ta không để ý xem là cái nhu cầu thực tế của chúng ta là gì, xong rồi chúng ta mua về chúng ta sử dụng nó không đúng với nhu cầu sử dụng thực tế thì nó sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Mình lấy một ví dụ như này, trước đây khi mà mình mua MacBook ý, mình rất hay ưu tiên mua những cái MacBook mà màn hình nó lớn, bởi vì là nó có cạc rời cái thứ nữa. Mình mua những cái MacBook 15 inch hay là những cái MacBook lớn hơn. Thế xong cuối cùng thì mình mới phải bán nó đi, bởi vì là mình xách đi nó mệt quá, thực sự là mệt quá, và cho vào trong cái túi xách của mình thì nó không vừa. Thế cuối cùng từ năm 2018 đến tận bây giờ, nghĩa là 5 năm rồi, không bao giờ mình nghĩ đến việc là mua một cái MacBook màn hình nó lớn như thế nữa. Đấy là nói thật. Hay như là với trường hợp của vợ mình, thế lúc đầu cũng bảo là anh mà mua cho em iPhone 11 thì cứ phải Pro Max thì em mới thích cơ. Đấy, ok, đồng ý, mua cho hẳn một Pro Max luôn. Thế xong cuối cùng thì thấy là nó to quá, thế bây giờ chuyển sang iPhone 13 cầm nắm rất vừa tay luôn. Bây giờ chuẩn bị nâng cấp điện thoại lên thì hỏi là thí dụ iPhone 15 năm nay có thích 15 Pro Max hay không. Mình bảo là iPhone 15 Pro Max bây giờ nó nhẹ rồi đấy, nó thiết kế nó nhẹ hơn rất nhiều so với cả 14 Pro Max rồi đấy. Bảo không, em cứ lựa chọn 15 hoặc 15 Pro thôi chứ không lựa chọn 15 Pro Max nữa. Đấy, thì đấy cũng là cái mà chúng ta cần phải ý. Hay nói đâu xa, những cái bạn ở trong phòng của mình như này, ví dụ như là ở trong phòng của mình có bạn Mininter này, bạn cũng vừa mới mua một cái iPhone 14 Pro xong đây, bởi vì đơn giản là 14 Pro Max nó quá to đối với bạn ấy. Hay là Admin Kha, trước đây thì bạn ấy mua một con iPhone 13 Pro. Mình bảo ơ tại sao không mua 13 Pro Max, mà 13 Pro Max to lắm. Đấy, thế còn năm nay thì nó mua 15 Pro Max rồi, bởi vì đơn giản là 15 Pro Max năm nay là nó cầm nắm nó đã nhẹ nhàng hơn rồi. Với cả nó cũng phục vụ cho công việc nữa, nó cũng có thêm một cái điện thoại màn hình bé nữa thì nó mới mua một cái điện thoại màn hình to như thế. Đại loại là như này, chúng ta sẽ phải cân nhắc kỹ xem là cái nhu cầu của chúng ta là gì và cái màn hình rất lớn nó có phù hợp với cả chúng ta hay không. Đấy, chứ còn rõ ràng là giữa hai cái chiếc máy này thì nếu mà bạn thiên hướng về giải trí nhiều, bạn cần một chiếc điện thoại có màn hình lớn và cái nhu cầu làm việc của bạn một ngày nó cũng rất là nhiều, cần một cái chiếc điện thoại mà pin nó tốt hơn, thì chắc chắn phải là 14 Pro Max rồi, chứ không phải là 14 Pro nữa. Nhưng cái mà chúng ta phải hy sinh ở đây là gì? Đấy là nó là điện thoại cũ. Mặc dù cái xác suất xảy ra hàng dựng của 14 Pro Max nó sẽ không cao so với những cái chiếc điện thoại đời cũ hơn, bởi vì nó cũng rất là mới gần đây thôi, nhưng mà xác suất ít không phải là không có, thì cái vấn đề đó cũng là cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc, đúng không nào. Đấy, còn 14 Pro thì mới 100% thì cứ yên tâm thoải mái. Còn mở rộng thêm cho những bạn khác đang định mua điện thoại ở trong cái tầm giá này, thì mình nghĩ là nếu mà tiết kiệm tiền hơn nhá, và cũng không ngại cái khoản là màn hình của nó khá to, thì có thể là Samsung Galaxy S23 Ultra nó cũng sẽ là một trong những sự lựa chọn. Nó sẽ có cái camera tốt hơn 14 Pro Max ấy, cũng như là nó có một cái màn hình có độ chi tiết cao hơn, lại còn có thêm cả cái boot và bộ nhớ trong tối thiểu đã là 256GB rồi. Thì đấy cũng là một cái sự lựa chọn để mở rộng thêm cho anh em. Còn giữa hai cái chiếc máy này, một là 14 Pro Max cũ, hai là 14 Pro mới tinh, thì mình sẽ nghiêng nhiều hơn về 14 Pro mới tinh. Đấy là đứng dưới quan điểm của mình. Ở đây thì hơi tiếc là bạn lại không ghi rõ nhu cầu của bạn là gì, thì mình sẽ tư vấn nó sẽ kỹ hơn, đúng không nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Có bạn hỏi là: chú ơi, cho con hỏi là hiện tại con đã mua 14 Plus được 5 tháng nhưng mà lại muốn zoom xa
mà 14 Plus thì chỉ có zoom tối đa là 5x. Thì theo chú, nghĩa là chắc là tối đa 5x ở đây là để cho nó không bị vỡ hình đấy, đúng không nào? Thì theo chú là con nên xuống 13 Pro Max hay là lựa chọn một chiếc Android khác? Chúc chú hạnh phúc bên gia đình và luôn vui vẻ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đấy. Thế thì có bạn bảo là Samsung S21 2223 Ultra zoom được 100x đó bạn. Đấy, thế thì cá nhân mình thấy là như này. Cái vấn đề của 14 Plus ấy là nó vì nó không có camera tele. Nên là thành ra khi mà zoom xa như thế thì gần như là nó sẽ zoom số 100%. Đấy, ví dụ như là có những sản phẩm của Samsung nó có camera tele 10x thì mặc định là khi các bạn zoom lên 10x thì nó sẽ sử dụng cái camera tele đó, đúng không nào? Và gần như là nó sẽ không bao giờ nó bị vỡ hình. Thì ít nhất là với Samsung ấy thì nó sẽ zoom nó sẽ tốt hơn. Nếu mà bạn thiên hướng về zoom nhiều thì sẽ là Samsung chứ lại không phải là 13 Pro Max. Thế thì nếu mà bây giờ bạn xuống 13 Pro Max đi, chúng ta nói là xuống thôi, chứ còn thực chất là mình đánh giá là 13 Pro Max hơn 14 Plus không chỉ ở camera đâu, mà còn hơn về màn hình, hơn ở khung viền thép, đúng không nào? Đấy, rồi là hơn ở cái phần form thiết kế nữa, đúng không? Đấy, thì đấy là những cái sự khác biệt giữa 13 Pro Max và 14 Plus. Và rõ ràng là với camera tele thì cái việc zoom của 13 Pro Max nó sẽ tốt hơn rồi. Nên mình nghĩ là đây không phải là xuống đâu. Nếu mà bạn chỉ thích iPhone thì 13 Pro Max là một cái sự lựa chọn hợp lý, bởi vì bạn bán 14 Plus đi, bạn mua 13 Pro Max thì đại loại là cái số tiền chúng ta thêm bớt vào nó cũng không quá nhiều, đại loại là như thế. Chứ còn nếu mà bảo bây giờ mà bán 14 Plus đi dưới dạng hàng cũ xong lại mua 14 Pro Max nữa thì chúng ta cái số tiền chúng ta bù vào nó sẽ tương đối đấy. Đấy thì mình mới không nghiêng sang 14 Pro Max mà xuống 13 Pro Max cũng được. Gọi là xuống thôi, nhưng mà sang ngang 13 Pro Max thì nó hợp lý hơn, bởi vì hiệu năng hai dòng này rất là tương đồng với nhau. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Đấy là 13 Pro Max nó sẽ bị có xác suất bị lỗi màn hình đấy nhá. Thì bạn cần phải để ý cái điều này. Đấy. Còn lại thì mình thiên hướng nhiều hơn về vấn đề là chuyển sang Samsung, bởi vì trong cái tầm giá là khoảng 16 đến 18 triệu trong 13 Pro Max tùy theo từng cửa hàng bán là bạn đã có thể mua được S23 Ultra rồi, thực sự luôn. Và S23 Ultra mình đánh giá cao hơn 13 Pro Max chắc chắn về cái khoản camera. Đấy, đây là chắc chắn luôn. Và bộ nhớ trong tối thiểu của nó đã là 256GB, nó sẽ cho chúng ta cái khả năng lưu trữ nó tốt hơn gấp đôi so với cùng một tầm tiền bỏ ra để mua 13 Pro Max. Đấy, bởi vì chúng ta cần một chiếc điện thoại zoom xa, chúng ta cần chụp ảnh nhiều, chúng ta cần bộ nhớ trong nhiều, thì đấy là những cái mà chúng ta cần chứ, đúng không nào? Đó, thì nếu mà là mình trong trường hợp này mình sẽ mua S23 Ultra, ok không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có bạn hỏi là: anh Dương ơi, em có tầm 10 triệu, anh tư vấn cho em là nên mua điện thoại gì vừa làm việc vừa chơi game tầm trung như là Liên Quân, camera ổn, điện thoại cũ mới gì cũng được. Cảm ơn anh, chúc anh và gia đình mạnh khỏe, thành công, em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Nếu mà với cái nhu cầu này của bạn ấy, thì mình nghĩ là Realme GT 5 đối với cả hàng mới tinh nó sẽ đáp ứng được. Thứ nhất, đấy là cái con chip của nó thì là con chip Snapdragon 8 Gen 2 thì nó chơi Liên Quân các thứ rất là ổn luôn. Đấy. Về camera của nó thì mình nghĩ là camera của nó cũng đầy đủ đa dụng cho chúng ta rồi. Camera của Realme thì thường là tương đối tốt. Đây là một cái điện thoại hàng mới tinh, màn hình cũng đẹp, 1.5K 144Hz, pin là tầm khoảng 5.200, sạc 150W. Đó, loa kép các thứ đầy đủ, vân tay bên trong màn hình và một cái thiết kế mình đánh giá là rất là ấn tượng. Đấy, nếu mà là mình thì mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên mua chiếc điện thoại này. Còn tất nhiên nếu mà chúng ta tiết kiệm tiền hơn thì chúng ta có thể lựa chọn là Realme GT Neo 5 đó, hoặc Realme GT Neo 5 SE chẳng hạn, để tiết kiệm tiền hơn nữa, nó rẻ hơn cái mức 10 triệu này rất là nhiều. Thực ra là 10 triệu chúng ta có thể mua được K60 Pro hoặc K60 Ultra, nhưng mà K60 Pro với K60 Ultra thì mình thấy là cái camera của nó không được tốt lắm nên mình không tư vấn ở đây. Còn nếu mà là điện thoại cũ ấy thì 10 triệu là các bạn đã có thể mua được Samsung Galaxy S21 Ultra rồi. Đúng rồi, S21, S22 Ultra thì như là chưa mua được đâu. Mua được S21 Ultra rồi. Thì về cơ bản là mình thấy là chơi những thứ game hiểu là Liên Quân ấy, thì S21 Ultra chơi vẫn tốt mà. Đấy, camera của nó rất ổn luôn. Nó là điện thoại cũ nhưng mà màn hình các thứ nó vẫn khá là đẹp và lại còn có cả thương hiệu tốt nữa. Đấy, thì bạn có thể cân nhắc một là con mới tinh hay là con cũ như vậy mà mình tư vấn. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: anh cho em hỏi là Xiaomi 13 bây giờ có đáng mua hay không? Từ khi ra Xiaomi 14 thì em thấy giá Xiaomi 13 giảm. Em hay chơi game, chụp ảnh thì Xiaomi 13 phục vụ được khoảng 4 đến 5 năm nữa hay không? Mong anh trả lời. Cá nhân mình thì mình thấy là như này. Đấy là cái Xiaomi 13 với cả Xiaomi 14 ấy, cái sự chênh lệch của nó về camera cũng là tương đối đấy nhá. Năm nay mình đánh giá là camera của Xiaomi 14 và 14 Pro khá tốt. Xiaomi 13 với 13 Pro thì mình đánh giá là camera của nó không phải là mức độ tốt lắm đâu. Nếu mà so với cái số tiền mà chúng ta bỏ ra. Tiếp tục nữa là từ cái Xiaomi 13 mà lên cái Xiaomi 14 ấy, thì về cơ bản là mình thấy là cái form thiết kế nó không khác mấy đâu. Nhưng mà những cái được ở đây là gì? Đấy là chúng ta sẽ được một cái màn hình với cái độ chi tiết nó cao hơn, độ phân giải cao hơn, độ chi tiết cao hơn. Chip thì bây giờ là con chip Snapdragon 8 Gen 3 luôn rồi chứ không phải 8 Gen 2 nữa. Đúng nào. Bộ nhớ trong tối thiểu cũng đã là 256GB rồi.
camera thì khẩu độ mở nó cũng là camera lớn hơn. Đấy, độ phân giải cái thứ của camera góc siêu rộng và camera chính của nó là tốt hơn. Đấy, rồi là dung lượng pin có phần nhỉnh hơn và sạc thì nhanh hơn. Đại loại là hơn tất. Đấy. Mặc dù form thiết kế thì không khác biệt nhau quá nhiều, thì mình nghĩ là như thế này, nếu mà muốn sử dụng một cách rất lâu dài, cỡ tầm khoảng 4 đến 5 năm như này, thì theo mình là nên mua những sản phẩm đời mới nhất bây giờ, chứ không nên mua những sản phẩm từ đời trước. Đấy, nếu mà đời trước thì bảo là em sử dụng tầm khoảng vài ba năm thì ok, chứ mà bảo sử dụng 4-5 năm thì mình nghĩ là tốt nhất cứ mua những sản phẩm đời mới nhất bây giờ. Thì theo mình thì nên mua Xiaomi 14, bởi vì là những sản phẩm Xiaomi nếu mà chúng ta xét ở trên tham chiếu sách tay nhé, thì cái giá bán nó không quá cao đâu, để chúng ta phải lăn tăn những Xiaomi 14 tầm khoảng trên dưới 14 triệu. Đấy, 14 Pro thì tầm 17-18 triệu gì đó, thì đối với hàng sách tay thì không quá cao, nhưng mà hàng chính hãng sắp tới về thì mình nghĩ là sẽ rất cao đấy, khoảng vài chục triệu đấy, thì lúc đó nó mới là vấn đề để chúng ta lăn tăn. Cho nên nếu mà bây giờ bạn nghĩ là bạn sẽ mua Xiaomi 14 thì bây giờ không có sự lựa chọn nào khác ngoài hàng sách tay, thì thời điểm này là mua được. Đấy. Còn ví dụ như bảo sắp tới bạn bảo là có nên mua Xiaomi 14 hàng chính hãng hay không, thì lúc đấy chúng ta sẽ có những bài phân tích sau về giá bán để xem là những đối thủ ở trong cái tầm giá của nó sẽ như thế nào, được chưa ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: anh ơi, em mong anh tư vấn cho em một số điện thoại Xiaomi sách tay hoặc chính hãng đều được. Em có chơi game, camera ổn là được, tầm giá khoảng 6 đến 7 triệu, máy mới hay cũ cũng được. Chúc anh và gia đình sức khỏe và kênh ngày càng phát triển. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thực ra ấy là Xiaomi thì mình nghĩ là không cần phải mua cũ đâu, mua mới, bởi vì là hàng mới của nó cũng khá là tốt mà, đúng không nào? Như vậy thì với cái tầm giá khoảng 6 đến 7 triệu như này để mua một chiếc điện thoại Xiaomi mới tinh thì mình nghĩ là cũng rất là nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như là chúng ta có thể thừa tiền nhá để mua một chiếc Redmi Note 12 Turbo rồi, đúng không nào? Hay là tầm giá này nếu mà chúng ta không quá quan trọng vào cái vấn đề về phần hiệu năng phải mạnh như là Redmi Note 12 Turbo, thì mình nghĩ là Redmi Note 13 Pro Plus. Đấy, con này là mình đánh giá là được đấy. Mặc dù đây là cái dòng sản phẩm Redmi Note thôi, nhưng mà nó có rất là nhiều những cái cải tiến có thể coi như là lột xác hoàn toàn. Ví dụ như là kháng nước kháng bụi IP68 này, vân tay bên trong màn hình này, thiết kế màn hình cong này, mỏng này, rồi là màn hình lại là OLED 1.5K 120Hz. Đấy, có vân tay bên trong màn hình thì mình đã nói rồi. Camera 200MP là camera của con này là tối ưu tốt đấy nhá, năm nay tối ưu tốt đấy. Chip thì không mạnh, 7200 Ultra thôi, nhưng mà cái đó là cái mà chúng ta phải hy sinh rồi. Nhưng mà được cái là pin 5000, sạc 120W, loa kép các thứ đầy đủ, và mình nghĩ là con đấy là cái con mà mình đánh giá là đồng đều nhất của Xiaomi ở trong cái tầm giá này. Còn nếu mà thiên hướng về hiệu năng thì sẽ là Redmi Note 12 Turbo với con chip Snapdragon 7 cộng Gen 2 nhé bạn nhé. Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.